Xin chào cả nhà và mọi người. Đây mình đang đứng tại trung tâm thương mại Eden. Thì cả nhà mình cũng khoảng 4-5 tháng rồi mới lên lại Eden tại vì mùa Covid á. Thì hôm nay mình đưa cả nhà lên đây để đi chợ rồi mua chút đồ ăn, rồi sẵn dịp mình quay cho cả nhà và mọi người xem cái tình hình Covid ở Mỹ như thế nào ha. Thì mời cả nhà và mọi người theo bước chân mình. Đi. Đâu? Chị Tuyết hả? Nó có đó tím lề á. Con không biết, con đâu có thấy đâu. Trong đây nè. Đây nè má. Chút xíu đi, vô đây trước đi, quán ông chán nè. Giờ vô bên trong mình coi coi mấy cái tiệm này nó có. Chị của anh Chát. Dạ dạ. Dạ Chát. Dạ làm chung, làm chung. Dạ dạ dạ. Dạ vẫn làm ở nhà. Vẫn làm ở nhà. Vẫn làm ở nhà. Dạ. Dạ để bữa nào nói anh Chát này lên thăm tiệm của chị. Dạ. Đó má coi coi dù xanh hay là cái đồ. Đồ bán nhang á hả? Đồ cắm nhang. Đồ cắm nhang á chị. Đồ cắm nhang bên này nè má ơi. Nhỏ có mà nó không đẹp hơn ở đây nè. Nhỏ. Cái này nhỏ, nhỏ nó không đẹp đâu. Cái này nhỏ quá hả? Cái lá nhỏ nhất. Có cái bự chút xíu cũng có, và cái lá bự chút xíu. Không có màu khác hả? Cái nhỏ không có làm đẹp đâu. Nhỏ đó chỉ là làm thường nhỏ thôi. Nhỏ là nó làm cái kiểu giống như vậy thôi, nó không có làm đẹp đâu, thường đâu. Chứ là đẹp là phải bự chút xíu. Cái là mấy con mặt khó như cái này dễ tìm. Không có, mua cái không được, đâu có. Kiếm cái nào đẹp cũng được má. Kiếm cái đẹp đẹp đi. Cái bàn thờ nó nhỏ. Bàn thờ nhỏ hả? Dạ, kiếm cái nào cho nhỏ. Nó vừa. Cái này nhỏ nhất. Cái đó là nhỏ nhất đó. Nhỏ nhất. Nhỏ nhất. Đẹp cũng được, cái đâu có. Đúng rồi, cái nhỏ không có làm đẹp. Cái là em chờ cái vừa ý này làm sao có. Ở đâu có chỗ nào bán nè. À, bằng thờ tôi bán cái đồ hương tôi bán này đó. Nhỏ nhỏ là mấy cái kia thôi. Dạ. Dạ nhỏ phải mua cái kia. Không phải là mình phải làm cái bằng thờ khác. Dạ phải em nhỏ. Nhỏ phải bằng thờ bự. Không?
vô Kim Phụng. Kim Phụng nha. Trước bị đập đây nè. Mua tàu trên sông. Thử vô đi hả? Vô đi nè bố. Bên này nè bố ơi. Chỉ có đeo khẩu trang thôi chứ không. Dịch Covid mà đông quá hả? Bữa nay mà đông xe thì có dịch Covid mà sao mà ngày cuối tuần mình vậy là rất là đông á. Bởi đông quá mình cũng không dám đi nhiều á. Đi nhiều mình mua những gì cần thiết rồi thôi, mình ra xe cái gì mình đi tiếp tới chợ đi. Mình tới chợ mình mua chút đồ, mua rau muống. Ngay trước đây nè bố.
We've been talking for an hour. We just can't find the end. We won't understand each other. I wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around with you. I've been told I should go find myself again. You're taking my soul, everything I own, poison in my head. We fall down the more we keep trying, leaving us with scars. I've been told I should go and find myself again. Keep trying to find a reason why we can't move on. I think we're scared to be alone. We had our times, but now I know that they are gone. Wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around with you. I've been told I should go find myself again. You're taking my soul, everything I own, poison in my head. We fall down the more we keep trying, leaving us with scars. I've been told I should go and find myself again. Đây, bây giờ mình ghé vô cái tiệm bánh mì Ly Sandwich nổi tiếng ở bên Cali á. Nó xuất hiện bên vùng DC bên này nè. Để mình vô mình mua bánh mì mình review cho các bạn coi. Nè, cái này là xí muối nè. Xí muối đào Hawaii 10 đồng 99 nửa thao. Cana của nó như thế này. Đó là cái này là cana không cay nè, không hột nè. Mỗi cana ăn được nè. 7 đồng 8 nè. Xí muội cam thảo ô mai tắt là mất rồi. Đi, xuống đây coi hết coi. Cái này là cơm cháy hả? À,
uống nước mía không? Không, 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 anh không uống, không uống này đâu. Em xuống 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 đây, xuống đây, để bàn cái này nè, mở cái này nè. Bố đưa bánh mì không lên đây. Đó. Bánh mì không à. Ờ. Đi cà phê chơi đá. Cà phê chơi đá. Đúng rồi, tới chứ đúng này nè. Thì mình xin tạm dừng video mình tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin hãy đăng ký, like và share ủng hộ cho channel của mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.